cho thủ thành đúng quy định và kết quả. Bằng chân phải của Bùi Thị Trang, giống như ca thủ nữ Thái Lan ở phút thứ 14 này, tức là khi vào hiệp một khoảng chừng 6 phút. By player number 13, Bùi Thị nữ Trang. Nữ Việt Nam đã vươn lên dẫn trước với tỷ số 1-0. Cầu thủ mang áo số 13, Bùi Thị Trang ghi bàn cho đội Việt Nam. Pha xoay người và dứt điểm. Pha dứt điểm bóng cắt chéo không dành và cú xoay người dứt điểm của Bùi Thị Trang là quá bất ngờ. Bóng đi vượt ra ngoài tầm với cũng như là khả năng cắn bóng bằng chân của thành viên Benjamin. Như vậy là cửa ải đầu tiên chúng ta đã vượt qua. Nếu Việt Nam đã vươn lên dẫn trước với tỷ số 1-0. Nhiệm vụ tiếp theo là nới rộng khoảng cách và tạo ra những cách biệt an toàn. Đi bóng của Thanh Hằng, Đỗ Thị Nguyên chuyền bóng chặn mất rồi. Đỗ Thị Nguyên, như chúng tôi đã nói, trái bóng ở trên sân, trái bóng quốc gia là trái bóng có trọng lượng nặng và không phải lúc nào lực cổ chân cũng có thể dễ dàng giúp cho cầu thủ kiểm soát được bóng. Vừa rồi là một pha phản công chớp thoáng của